chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời.
Mặt tại đây cũng là những các cụ mà chưa có mặt hôm nay, nhưng mà cũng hy vọng là mọi người sẽ được dự cái đám
sản phẩm của em sớm nhất trong thời gian tầm khoảng 2 tuần nữa. Em có thể fix luôn ngày giờ địa điểm luôn, vào ngày 18 tháng 10 dương lịch thì nó sẽ vào chủ nhật. Địa điểm là nhà trai là ở Văn Trai, Văn Phú, Thường Tín, Hà Nội. Ngay thì Thường Tín thôi, rất là gần. Cũng mong là được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Các cụ đang ở mặt đây nhưng mà các cụ chưa có mặt. Rồi hình như ngắt lời Thu thì tất nhiên là hai vợ chồng hạnh phúc rồi, nhưng mà ngắt lời Thu hình như có ý mời tất cả những thành viên đến ăn sáng đúng không? Em nói cháu cũng có lời là mời tất cả cụ đến sớm một chút, thứ nhất là du lịch từng món gì đúng không? Rồi ở đấy có cái món cháu đang thích ăn buổi sáng rất là ngon, thì cũng mời các cụ đến sớm một chút ăn sáng điểm tâm, xong nào vào nhà cháu ăn bữa chính là buổi trưa vào lúc 10:30 10:30 ra buổi chủ nhật. Thế em có đồng ý quan điểm của chồng không? Hoàn toàn đồng ý. Hoàn toàn đồng ý. Về gái. Hãy subscribe.